trọng gửi lời chào đến với tất cả quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết cùng với đài truyền hình IBC TV. Và hôm nay là ngày thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 7 tháng 8 năm Giáp Thìn. Điểm qua thời tiết đầu tiên ở vùng Lido Sài Gòn. Trong ngày thứ ba hôm nay, trời có nắng chói chang vào sáng nay. Khuya ngày hôm nay đôi lúc trời có mây. Nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay tại khu vực Lido Sài Gòn vào khoảng 82 độ cho ban ngày, giảm xuống 64 độ cho ban đêm. Và bình minh sẽ ló dạng lúc 6 giờ 32 phút, hoàng hôn vào lúc 7 giờ 04 phút chiều tối. Độ ẩm có phần tăng nhẹ hơn từ khoảng 57% vào ban ngày, tăng lên đến 81% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển từ hướng Tây Nam cho cả ngày và đêm với cường độ 11 dặm 1 giờ vào ban ngày, 8 dặm 1 giờ vào ban đêm. Và chỉ số tia tử ngoại vẫn giữ mức vào khoảng 9/11. Bước sang ngày mai, ngày thứ tư tại vùng Lido Sài Gòn, sáng ngày mai trời có nắng và mây đan xen, khuya ngày mai trời trong lành. Thời tiết mát mẻ hơn khi nhiệt độ có phần giảm nhẹ trong ngày mai. 75 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày, 64 độ là nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 7 tới 11 dặm 1 giờ từ hướng Nam vào ban ngày, Nam Đông Nam vào ban đêm. Và bình minh ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 33 phút. Tiếp nối xin mời quý vị điểm qua thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài truyền IBC TV. Kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều an lạc.